Rồi, chào tất cả anh em. Hôm nay lên lô hàng đậm đậm không anh em nha. Đầm dùi bê tông pin, rồi khoan bê tông tùm lum tà la. Nói chung là tùm lum tà la hột dưa nha. Đấy. Rồi. Rồi, trước mắt về hai cái sắt điện nha. Cây này hình như sống mà tẹt lửa hay sao á nha. Còn cây này thì chưa thử, chưa vô dây điện luôn, cây vô dây điện rồi, cây chưa vô dây điện luôn. Rồi. Hai cây đẹp đẹp không nha. Đó, của thằng Hitachi 12V DC VC VKH 12V DC VC. Hai mã giống nhau anh em nha. Hai mã giống nhau. Hai mã giống nhau luôn. Rồi. Cái cặp này để anh em có giúp. Hai cái này anh em sàng lại là vô được cây này. Cây này thì cây cá dây điện thì sống cũng như một cái lửa. Còn cây này chưa test nha. Đấy. Rồi hai cây này để anh em với giá là 4 xị nha. Hai anh em nhập một là được cây đẹp đẽ luôn. Rồi hai cây 400. Rồi số 1. Số 1 hai cây 400 anh em nha. Hàng điện nha, chỉ có hai cây hàng điện đó thôi, còn như hàng pin hết. Rồi, số 1 hai cây 400. Chuyển quảng nhậu như thường, ưu tiên cho ai chuyển khoản nha. Hả? Buôn bán hàng cá sao mình quảng cáo như vậy. Rồi. Ba cái xác của thằng Makita 12V, cây này không có than hay thiết gì đó. Hả? Hả? Test nó không chạy mà mình chưa khui nha anh em nha, mình chưa khui. Mình buôn bán có sao nó vậy. Hả? Test nó không có chạy. Hả? Hà than bọng gì trong này. Để luôn cho anh em luôn. Rồi bán giá sát thôi ha. Rồi. Ba cây. Hai cây 2,5. Rồi, cây này nữa, rồi để anh em với giá là 3 cây 3,5 luôn, chơi đẹp luôn nha. Chơi luôn cho rồi đi. Số 2, 3,5, 3 cây. Anh em vừa lấy búa lấy cò Makita đủ vốn rồi chứ không có lỗ. Anh em mua hàng mình không có lỗ, mình không để cho anh em lỗ đâu. 3 cò Makita là anh em biết nhiêu rồi, 3 cái đầu búa biết nhiêu rồi nha. Rồi, số 2. Số 2, 3 cây 3,5. 12V thăng rồi hết anh em nha. Đấy. Đấy. Nha. Rồi. Dặn cái nắp thang này, xúc dặn lại. Rồi combo. Một cây bê tông là EZ6812 nha. Hai chức năng 24V, một cây. Cây này là cưa Nationan. Đó, lưỡi 190-180 á. 3511 nha. EZ3511. Rồi hai cây mình test cho anh em xem. Cây này cò hỏng. Mình loại hai cọng điện ra rồi nha. Đó, test cho anh em xem. Búa đâu còn ngon lành nha, con thường con búa bài bản hết. Rồi nào lỗi mình nói lỗi cho anh em. Em dễ tính. Đó, con thường, rồi con búa. Đó, anh em thấy tiếng khác không? Rồi đảo chiều là mình lật ngược cực lại thôi nha. Bởi vì không xài cò rồi mà. Đó, rồi một cây là sống 100% rồi nha. Còn cái cò thì anh em về thì vệ sinh đi cò đó, rồi gà ham cây vô cò là xong. Một cây, cây này là không có cái nào có vỏ nha. Đó, cây này thì sống 100% phun chức năng nhưng không có vỏ pin. Anh em đặt mua trên mạng á. Rồi. Rồi. Anh em mua đặt mua pin trên mạng là mua rồi. Đấy. Thắng thiết đầy đủ nha. Đó, mình test của pin 10/8 thôi. Này là đã 24V lận. Là giúp hai cái máy sống. Rồi. Hai cái này nha, hai cái máy này. Đó. Lưỡi này là lưỡi 190, 180. Còn này là bê tông hai chức năng không thường không búa. Đầy đủ nha. Đó. Cái cờ đang dơ. Rồi hai cây để anh em với giá là 900. Tất cả đều 24V, một giỏ pin vô được hai mặt. Hai máy anh em nha. Anh em đặt một pin 24V AT rồi xong. Mình nhét cho quốc thôi. Rồi hai cái 900.000 bạc. Số 3. Chín trăm hai cây. Rồi số 4,
Số 4 là một cái đầm dùi bê tông Makita 12V. Đâu rồi, nắp này. Rồi. Thân máy và quả pin. Quá mạnh. Đây là mới test cho cục pin có 10V8 thôi em nha. Máy này máy 12V. Sóng là bao la rồi. Lắm trong pin nè. Cào cào anh em, cào cào ra chút xíu anh em nha. Rồi. À, thân máy vỏ pin để anh em với giá 550. Makita 12V đầm dùi nha. Nắp bảo vệ bảo đồ pin đâu còn nguyên si hết, không có thiếu thốn gì hết á. 4. Rồi 550. Rồi số 5 là một cái cưa Nationan. Ở dưới này nó hơi mẻ chút xíu đây, nhưng mà không ảnh hưởng tới cuộc sống và chức năng nha. Lưỡi cắt sắt đi kèm luôn. Anh nào bữa mua không được á là mua. Thắng. Rồi. 3502 AZ 3502. Ở dưới này thì ngon lành cành đào nha. À, nó mẻ khúc như thế này không ảnh hưởng tới cuộc sống chức năng. À. Rồi. Thân máy vỏ pin. Rồi thân máy vỏ pin. Rồi để anh em với giá là 4,5 luôn, nhẹ luôn. Số 5. Ngoại hình tương đối đẹp, có lưỡi cắt ngon lành luôn. Đa năng á, số 5. Rồi, 450.000. 4,5 thân máy vỏ pin. Rồi. À. Rồi, hai cái đỉnh nha, 6501 12V nha. Nationan. Điều đó. Thắng đảo chiều. Tàu đẹp luôn. Rồi. À, đồng giá. Rồi thân máy. Đồng giá thân máy 2,5. Cây nào cũng ngon lành hết anh em nha. Được đó. Thắng đã chiều. Rồi. Giờ mình đi. Anh em thích cây nào thích à, cây này có cọng dây, cây không cọng dây. Giờ mình có cây cọng dây thì trước. Số mấy? Số 6. Số 6 2,5 thân máy. Số 7 2,5 thân máy. Rồi. À, số 8. Số 8 này gồm cả hai cây cắt tiren. Nhưng mà cò đứt tháo cò dục rồi. Đưa hàng dây ra. Lưỡi thì bao đẹp bao cắt, nhưng mà mỗi tội cò thôi anh em nha. Đó. Rồi mình còn mấy cò này tháo dục đâu rồi? Đằng kia hả? Cái đát. Rồi kệ đi. Rồi để mình coi mình làm mấy cò nào sống chết và đem về tự sửa nha, mình tặng thêm cho cặp cò. Cò đã ti đằng hồi nhưng mà chưa có test thử cái cò. Rồi giờ mình test cái này sống cho anh em thấy cái đã. Cái này giờ đưa đây thì không có sợ cộng trừ gì hết anh em nha. Đó. Anh em mà cắt không được anh em đảo cái cực lại nha. Bởi vì nó có cái đảo chiều, cái nào mà cắt được thì nó cắt được. Anh em đảo cái đảo chiều lại, anh em cắt không được anh em đảo chiều lại. Đó, một cây. Cây này cũng cào luôn. Rồi là hai cây nha. Rồi mình tặng cho anh em lựa hai cò không biết sống chết á, của Nati luôn, mình tặng cho anh em luôn. Rồi đây là
Ê mày tắm cái mặt bên dưới kìa. Tắm cái nhà tắm trên đó, đừng đánh bên dưới đó, nước nó chảy xuống đây. Cái thằng này, ủa mày. Tắm nhà tắm trên, tắm nhà tắm dưới chi? Chưa gáy nè. Mày mày. Rồi, vậy đi. Rồi hai cây. Hai cây để anh em với tổng thiệt hại là 500 luôn. Trời ơi sập sàn luôn. Mình bán giá sát rồi và tiếp rõ ràng đó nha anh em nha. Chứ mình không có cái đổi hàng đổi khó gì rồi anh em mới nói. Số 8. Cũng có hàng mà đổi giống vậy đâu. Rồi hai cây 5 trị. Số 8. Số 8 hai cây 500. Không vỏ, tặng hai cờ, không biết sống chết, cờ không biết sống chết. Anh em về tự sửa. Rồi. Đây được rồi. Rồi số 9 là quyết góc 9/6. Cấp trượt còn là bài bản anh em nha. Đó. Thằng này là 9/6. Đấy. 6780. Đấy. Rồi tết máy. Thắng thiết đầy đủ. Đó. À, cấp trượt cấp đồ luôn tùm lum ra đây rồi xây 45 hay 50 độ gì đó anh em này xây nha đó. Nha đó. Rồi thân máy để anh em với giá là 4,5 nha, thân máy 4,5 đầu đồ ngon lành cứ ngắt nha. Rồi xây các hướng thân máy 4,5 số 9. Bốn trăm rưỡi thân máy đó, vít góc. Rồi cái này cũng vít góc luôn, cũng 9/6 luôn nha. Cái này của Hitachi Natoyonan, kệ nó không chạy xuống đâu đâu, kệ nó. Chiều tóc thắng đảo chiều lỏng trung biên giống gì hết anh em nha. Đó. Điều tóc ở đây bài bản. Rồi thân máy 400 tất cả hàng mình ưu tiên ra chuyển khoản cả hàng bao ship nha. Ship có anh em tự trả tiền ship. Số 10 400. Rồi số 11 thân máy Makita 96 thang rồi đầu không kẹt. Điều tóc thắng đảo hai cấp được. Rồi phun chức năng ngoại hình sáng sủa nha. Rồi thân máy 2 xị luôn, chơi đẹp luôn. Số 11 là gắn combo đi. Thôi bán thằng đó đi, anh em tự mua gì để mua. Số 11, 200 chuyển khoản quán nhậu. Rồi, số 12 cò hả? Cò. Rồi, cò luôn. Thư cò. Rồi, sóng. Rồi, cái này hơi mềm mẻ đây chút xíu, không ảnh hưởng cuộc sống chức năng, không bao giờ bung nha. Rồi một cây 12V luôn. Cái này cũng hai cây 12V luôn nhưng mà cái này nó mất cái lẫy nha. À, mất cái lẫy. Ngày đời hơi cao hơn kia chút. Rồi thắng ở chiều đầu tóc ok. Chưa ăn pin. À, cờ nó ở giữa thắng đảo chiều. Chiều tóc này đủ hết á, khu chức năng hết anh em nha. Đèn đốm này đủ hết á. Rồi êm ái. Rồi hai cây, cây này anh em về khoan lỗ bỏ ấy vô, đóng cục pin là chia hai chơi được hết nha. Rồi
hai cây. Rồi hai cây để anh em với giá là thân máy không, không vỏ. Anh em là thân máy không vỏ. Ờ cái này có vỏ pin nè. À, không có, hết rồi. Này hết rồi. Rồi, thân máy không, hai cây 4 xị luôn. Nhanh luôn, đi luôn cho rồi đi. Số 12. Rồi mấy? 12. 12 hai cây 400. 12 của anh cả anh em nha. Rồi, Nationan chỉnh được nhắc cầu vẫn còn xài được nhưng mà mắc cái lẫy nha, mình thử rồi. 12 của anh. 6605. Điều tóc. Thắng đảo. Rồi, đầu đẹp luôn. Thân máy. Thân máy 2,5 luôn. Số 13. Hiện nay là vẫn mình vẫn để cái chỉnh tóc đây là không ngừng nha. Anh em chỉ dặn qua nắp từng nắp, nó nắp theo kim đồng hồ là nó chạy theo từng nắp. Máy búa đó. Cái này còn sử dụng được chức năng đó. Nhưng mà nó mất cái lẫy. Số mấy? Số 13. 13 2,5. Chơi luôn rồi nha. Rồi, 14 là một cái cắt cành của Makita. Thằng này là 10.8 Machine Japan MUM 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 á. Rồi 164D. Rồi Machine Japan cộng trừ mình làm rồi. Anh em yên tâm nha. Cộng là thằng đỏ. Rồi thằng đen. Đen trừ. Trừ đâu rồi. Rồi mình test cho anh em xem. Nhưng mà còn thân máy không à. Anh em đặt vỏ pin trên mạng, mua cái vỏ pin này là gắn vô vút thôi. Chiêu này mới chỉ cho anh Thọ. Đó, mình nói thiệt anh em nha, mình gọi là chặn Trường Sơn Tiểu Tử Long rồi anh em nha. Đó, vút thôi, nó có nút an toàn tính mạng. Đó. Rồi. Rồi là mình để cho anh em cái này thân máy không nha. Thân máy không. Hai xị luôn. Cho anh em dễ mua. Đó. Machine đây Japan đàng hoàng anh em nha. Máy ngon lành cành đào luôn. Hàng chưa xin nó đẹp dày rồi đó. Rồi hai xị luôn cho rồi. Số 14. Nhanh luôn. Mười bốn. 200. 200 bạc luôn. 15 thân máy vỏ pin 2,5 6281 6282 nha anh em nha, chứ không phải 81, cao hơn cấp nữa. Vì sao như thế? Vì sao thế? Anh làm gì có lỗi được. Ủa, mới tới sống hả? Đầu không kẹt. Rồi không nói rồi. Đó, sóng bao la nha. Đó, mới sóng nó vô chân pin trong này sâu rắc rồi. Đó, xanh lè này nè. Rồi, bao sóng. Thân máy vỏ pin 2,5 bạc. Đầu Atolab cứng nhắc. Cấp trượt bao bản. Rồi, 2,5 luôn. Thân máy vỏ pin luôn. Số 15. Khoan tẹt ra, bắn vít nhạc. Tẹt lô luôn. 15. 2,5. Rồi, 16. Thân máy, tất cả hai cái này là bao sóng cho anh em. AZ7441 Panasonic, đầu không kẹt, hai cấp tốc độ ok, phun chức năng nha. Đó. Rồi, 14.4 Panasonic, thân máy 5 xị, bao phun, mình nói phun, giờ hết pin rồi, hết pin test rồi. Cái này không test nguồn được anh em, nó có mặt, pin zin nó mới test được. Rồi, số 16. 16. Rồi 5 xị. Thân máy 5 xị. 17 thân máy vỏ pin nha. Thân máy vỏ pin. Pin zin. Còn mạch zin còn pin zin trong này. Đó, mình bán vỏ pin
anh em về lột ra đóng pin thôi nha, còn mạch đó. Rồi cái này là mình mượn pin mình tiết hết rồi nha, anh em không cần lo. Rồi thân máy vỏ pin đèn đốm đầy đủ hết, không có thiếu gì hết, cây nào như cây đó nha. Rồi thân máy vỏ pin 6,5 đầu không có kẹt gì hết đó. Nói chung là cái này là mua về là đóng pin xài thôi nha. Rồi cây số 17 hả? Cây số 17. 17 rồi, 6,5 thân máy vỏ pin, vỏ còn pin zin còn mạch zin trong này. À 17 650.000. 6,5. Rồi 18. 18 một cây hút bụi của thằng ô tô, này chân ô tô. À, anh em nha, hai chân này là trừ, một chân này là cộng. Anh em xài bình cũng được mà xài pin cũng được nha. Đó, chưa hạn như mình có cục pin dày. Đó. Kẹp cho quốc thôi. Đó. Rồi cộng mình đưa cho trên này. Đó. Rồi, cái trừ mình cho hai bên tai nó rồi lên điện thôi. Rồi hút, này là trấu nha. Trấu và cát trồng cây á. Vật liệu trồng cây á. Nó là của nguyên thủy, nó cũng là 12V nha. Đó, nó có mấy cái đầu hút hút nè, hàng nội địa Nhật anh em nha. Đó, có cái chân ô tô đàng hoàng. Cái này anh em nhắn ô tô, còn không nhắn ở nhà thì mình đóng một pin theo mình đặt quy gì đó tùy anh em. Hai chân này là hai chân trừ, một chân đầu là một chân cộng nha anh em nha. Đó, rồi vậy anh em gài vô ắc quy anh em chơi thôi, dây thì dài lắm, cũng mấy mét đó. Rồi giá em nói ra đi là 4,5 và bỏ cái đầu hút cho anh em nữa. Số 18. Số 18 4,5. Rồi 450.000 đồng. Rồi tất cả hàng của mình đều chuyển khoản bao ship, ship có các bạn tự trả tiền ship nha. Cái câu thần chú mình như vậy. Rồi ai ưu tiên ai chuyển khoản? Tôi lấy cái số 5. Rồi. Tôi thích chuyển khoản, tôi lấy cái số 7, tôi thích ship code. Ok. Hai bên giao dịch thành công, hàng được rồi. Rồi. Ông ăn oán giang hồ gì hết nha. Rồi, thân ái chào anh em, chúc anh em sức khỏe dồi dào. Có tiền làm ăn, có tiền các bạn ủng hộ kênh mình. Rồi, thank you anh em.